Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Diện bộng hóa ác nữ, định thế nào mà khiến nhân tình nổi da gà? Triệu Lệ Diện có màn hóa ác nữ khiến nhân tình đứng ngồi không yên. Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối của bộ phim của Trang Dự Phượng Hành, Triệu Lệ Diện tái xuất màn ảnh rộng với dự án Hộ Lang Chi Lộ. Sau thời gian làm việc vất vả, mới đây bộ phim cũng đã chính thức đóng máy và bước vào khâu hậu kỳ. Để chúc mừng dự án điện ảnh mới đóng máy thuận lợi, Triệu Lệ Diện và bạn bè đã cùng nhau du lịch ở Tây Song Bạn Nạp. Trong bộ ảnh mới được đăng tải của Triệu Lệ Diện, khán giả không khó để nhận ra nữ diễn viên Châu Phóng. Tình bạn của hai người đẹp này chắc chắn bắt đầu từ sau khi hợp tác trong hai bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách và Thác Điệp Uyên Ương. Diễn trang phục sặc sỡ đi chơi ở Vân Nam, hai nữ diễn viên có nhiều khoảnh khắc vô cùng vui vẻ. Ở tuổi 35, Triệu Lệ Diện sở hữu vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành, nhan sắc của cô nàng vẫn khiến nhiều người phải suýt xoa vì trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Tuy nhiên, trong bộ ảnh mới đăng tải của Triệu Lệ Diện, còn một bức khiến khán giả đặc biệt chú ý. Bức ảnh được nhận xét là có phần ma mị khiến người xem nổi da gà vì hiệu ứng ánh sáng và nụ cười của nàng Tiểu Hoa. Thậm chí sau khi xem xong bức ảnh này, có khán giả gợi ý Triệu Lệ Diện nên vào một vai phản diện trong thời gian tới. Trước đó, nàng Tiểu Hoa cũng từng gây ấn tượng khi vào vai ác nữ trong Cung Tọa Trầm Hương. Dù sở hữu gương mặt tròn nhỏ nhắn, đáng yêu, song nhờ diễn xuất tốt, Triệu Lệ Diện vẫn khiến khán giả không khỏi rét run mỗi lần xuất hiện. Hay vai diễn Thẩm Vũ của Triệu Lệ Diện trong Ai Là Hung Thủ cũng rất được khán giả đón nhận. Ở thời điểm hiện tại, diễn xuất của Triệu Lệ Diện được nhận xét là tốt hơn thời điểm mới vào nghề rất nhiều. Chính vì vậy, khán giả mong muốn thấy cô nàng thay đổi hình tượng với một nhân vật phản diện. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.